từ kinh đô ánh sáng Paris của nước Pháp, nhìn về hướng đông nam, giáp với biên giới Thụy Sĩ, là một trong số 96 tỉnh nội địa của quốc gia này, có danh xưng được đặt theo tên dãy núi lớn chắn giữa lãnh thổ hai nước, Jura. Tại đây, vào năm 1795, nhà tự nhiên học người Đức Alexander von Humboldt đã khám phá ra lớp trầm tích carbon khác biệt so với lớp trầm tích của kỳ Trias và đặt ra thuật ngữ Jura Castan, tạm dịch là đá vôi Jura, vào 4 năm sau đó, đặt tiền đề đầu tiên cho khái niệm kỷ Jura mà chúng ta nói đến ngày nay. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Máy Thời Gian, mình là Lẻn. Trong chuyến hành trình lần trước, chúng ta biết được rằng kỷ Trias đã kết thúc với một vụ diệt chủng, với hệ quả là khoảng 1/3 tổng số sinh vật biển bay màu. Trên cạn thì bò sát, lưỡng cừ cỡ lớn thống trị đương thời bốc hơi sạch sẽ. Tuy nhiên, bi kịch của kẻ này lại là cơ hội của người khác. Chào mừng đến với kỷ Jura, nơi nếu tồn tại một quyển từ điển, thì danh từ khủng long sẽ mang ý nghĩa là kẻ thống trị. Điều kiện tự nhiên. Nhắc lại một chút kiến thức, nguyên nhân dẫn đến cuộc diệt chủng cuối kỷ Jura là được hầu hết các nhà khoa học phỏng đoán là do đợt phun trào của bể magma trung tâm Đại Tây Dương, cũng là bể magma lớn nhất từng được biết đến, với diện tích ước tính 11 triệu km vuông. Một hệ quả khác của những đợt phun trào này chính là sự rạn vỡ của siêu lục địa Pangaea. Vào đầu kỷ Jura, chính xác hơn là kỷ Jura sớm, trong khoảng từ 201 đến 184 triệu năm trước, vết đứt gãy đầu tiên đã xuất hiện tại ranh giới giữa Bắc Mỹ và Châu Phi. Từ đó, siêu lục địa Pangaea dần bị chia tách rõ rệt thành siêu lục địa phía Bắc là Laurasia, gồm Bắc Mỹ và lục địa Á Âu ngày nay, và siêu lục địa phía Nam là Gondwana, Nam Mỹ, Châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Châu Úc và Nam Cực hiện đại. Tuy nhiên, Bắc Mỹ và Nam Mỹ vẫn liên kết với nhau. Đến cuối kỷ Jura, tại Laurasia, mực nước biển dâng lên đã tạo thành các vùng biển nông chia cắt thành các vùng riêng biệt, với nửa phía Tây là Bắc Mỹ, ngăn cách với phần còn lại bằng một con đường biển, được gọi là hành lang Viking. Còn ở nửa Đông là lục địa Á Âu, Thì Trung và Nam Âu cũng bị biển lấn tới nỗi biến thành các quần đảo. Ở Gondwana, về cơ bản là không biến động nhiều. Cho đến cuối kỷ này, thì Bắc và Nam Mỹ mới dần tách ra, hình thành nên Đại Tây Dương, đồng thời nối thông giữa toàn đại dương Panthalassa với đại dương Tethys. Mặt khác, các vùng núi lửa Carbonifera thuộc phạm vi Nam Phi và Nam Cực hiện nay đã hoạt động mạnh, dẫn đến sự phân chia thành Đông Gondwana gồm Ấn Độ, Nam Cực và Châu Úc, ra khỏi Tây Gondwana gồm Nam Mỹ và Châu Phi, đồng thời hình thành nên một phần Ấn Độ Dương. Nhiệt độ trung bình của kỷ Jura cao hơn kỷ Trias trước đó khoảng 5-10 độ C, kết hợp với sự gia tăng chiều dài của đường bờ biển do siêu lục địa Pangaea dần bị tan rã. Cùng mực nước biển được dâng lên đã tạo nên kiểu khí hậu chủ đạo là ấm và ẩm, thay thế cho tiết trời khô nóng đặc trưng của kỷ Trias. Nhờ đó mà những cánh rừng xanh tươi xuất hiện khắp nơi và lan tới tận vùng cực. Trong đó, những loài cây lá kim, quả non thuộc họ thông, tùng, bách ngự trị phần lớn. Ở những tầng cây thấp là địa bàn của họ rừng sỉ, hiện tượng băng giá, thậm chí là đóng băng cũng có thể xuất hiện. Nhưng nếu có cũng rất hiếm, chủ yếu là ở những nơi có độ cao lớn. Các loài động vật. Nói một cách ngắn gọn, động vật kỷ Jura có thể phân thành hai nhóm, khủng long và phần còn lại. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy đi vào tìm hiểu ngay những con quái thú là biểu tượng của sức mạnh nguyên thủy này nào. Sân chơi của bầy khủng long. Khi cuộc diệt chủng có chọn lọc cuối kỷ Trias diễn ra, loài Pseudosuchia, tổ tiên loài cá sấu đã hoàn toàn biến mất gần như hoàn toàn, nhưng chỗ cho giống Avimeta thassalia, tổ tiên của loài chim nói chung, và Dinosaur, tức khủng long nói riêng, bước lên ngôi vị bá chủ của hệ sinh thái trên cạn vào kỷ Jura. Mối quan hệ cụ thể giữa Acosauria với Pseudosuchia và Avimeta thassalia, giữa Avimeta thassalia với khủng long, các bạn có thể xem chi tiết hơn tại video kỷ Trias, tam điệp, khủng long trỗi dậy mà chúng mình đã thực hiện ở kỳ trước nhé. Quay lại với chủ đề chính, kỷ Jura đã chứng kiến sự phát triển trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng của loài khủng long, nhưng về cơ bản có thể chia thành hai nhánh lớn dựa theo cấu trúc xương chậu là Saurischia, tức là hông thằn lằn, và Onithidia, hông chim. Trong đó,
Sauritia xuất hiện từ sớm và chiếm ưu thế hơn. Sauritia được phân thành hai nhóm là Theropod, nghĩa là chân thú, và Sauropod, nghĩa là chân thằn lằn. Trước hết, nói về Theropod, đặc trưng bởi cấu trúc xương rỗng với ba ngón chân kèm vuốt sắc trên mỗi chi. Chúng chính là loài đứng đầu chuỗi thức ăn từ đầu kỷ Jura cho tới tận cuối kỷ phấn trắng. Không phải mọi Theropod đều ăn thịt, mà còn có loài ăn cỏ hoặc ăn côn trùng. Tuy nhiên, những con Theropod hung tợn, to lớn và hung hãn nhất thì đều ăn thịt. Trước khi đi vào chi tiết, cho phép chúng mình đính chính một chút. Nhân vật tiêu điểm của loạt phim và loạt tiểu thuyết công viên kỷ Jura, hoàng đế Tyrannosaurus, biệt danh T-Rex, dù là một Theropod nhưng chưa từng xuất hiện ở kỷ Jura mà phải đợi đến tận cuối kỷ phấn trắng mới xuất hiện. Cơ mà vắng mợ thì chợ vẫn đông. Dù thiếu mất một T-Rex, nhưng kỷ Jura vẫn còn rất nhiều anh hùng hào kiệt khác, tiêu biểu như Ceratosaurus, nghĩa là giác long, hoặc khủng long sừng, với Cera, nghĩa là sừng, thường có hàm lớn, răng giống lưỡi dao và một cái sừng lớn mọc trên mõm. Loài khủng long này dài 6-7 mét và cao hơn 3 mét. Chúng xuất hiện ở Bắc Mỹ và bán đảo Iberia. Allosaurus, nghĩa là dị long. Allo, nghĩa là khác biệt. Ý chỉ kết cấu đốt sống khác biệt trên hóa thạch tại thời điểm phát hiện. Chúng có bộ răng cưa bén nhọn, cao khoảng 4,5 mét và dài đến gần 12 mét. Xuất hiện ở Bắc Mỹ và Bồ Đào Nha. Họ hàng gần của nó là loài Carcharodon tosaurus, nghĩa là khủng long răng cá mập, có thể tìm thấy ở Trung Quốc và Bắc Phi. Chúng cao từ 4,5 đến 5 mét, dài hơn 12 mét và nặng tới 7 tấn. Megalosaurus, nghĩa là đại long hoặc khủng long cỡ lớn. Chúng là loài khủng long đầu tiên phát hiện và đặt tên, được mô tả là cao khoảng 3 mét, dài khoảng 6 mét, nặng hơn nửa tấn. Đầu to, răng dài, cơ bắp lực lưỡng. Dĩ nhiên, với thân xác to như tòa nhà biết chạy ấy, thì con mồi của chúng cũng phải có kích thước đủ lớn để thỏa mãn cái dạ dày luôn cồn cào. Vinh dự đó không dành cho ai khác ngoài những chú sauropod ăn chay. Khủng long thuộc loài này thường được gọi chung bằng cái tên dân dã là khủng long cổ dài. Xuất phát từ đặc điểm nổi bật của chúng là cổ rất dài với cái đầu nhỏ cùng bốn chân hình trụ to lớn. Nếu gọi theropod là căn nhà biết chạy thì sauropod chính là những ngọn núi biết đi. Đây chính là những sinh vật to lớn nhất từng tồn tại. Một con Barosaurus có thể cao đến 12 mét, bằng hai con hươu cao cổ cao nhất đứng chồng lên nhau. Về cân nặng và chiều dài, một con Argentinosaurus có thể nặng xấp xỉ 80 tấn, cao 21 mét và dài 36 mét, tương đương với 10 con voi rừng châu Phi trưởng thành xếp thẳng hàng đứng lên cân cùng lúc. Không được hoành tráng hùng vĩ như Theropod, nhưng Ornithischia cũng có cho riêng mình những đại diện đặc sắc, chủ yếu gồm các loài khủng long ăn cỏ cỡ nhỏ hoặc trung bình, kiếm thức ăn ở tầng cây thấp nhưng rất vua lì đòn. Đấy là ở trên mặt đất. Còn ở trên không, vị vua của bầu trời không ai khác ngoài loài thằn lằn bay, Pterosaur. Thức ăn của chúng chủ yếu là sâu bọ, cá, cũng như các loài có xương sống cỡ nhỏ trên mặt đất. Ngoài khả năng bay, thì vuốt và khớp khỏe cũng cho phép chúng dễ dàng chinh phục các vách đá dựng đứng bằng cách leo trèo. Một sự thật có thể các bạn chưa biết, thằn lằn bay không có họ hàng gì với loài chim cả. Loài chim thực sự được tiến hóa từ loài khủng long. Và cũng khá là kỳ diệu khi thủy tổ loài chim không phải là hậu duệ của Ornithischia, hông chim, mà là của Sauritia, hông thằn lằn, cụ thể là nhóm khủng long đuôi rỗng Silurosauria với đặc trưng cơ thể có nhiều lông vũ. Vùng nước kỳ thú. Tạm rời xa công viên khủng long trên mặt đất, chúng ta cùng tiến xuống dưới mặt nước, nơi cuộc chơi sinh tồn có phần đa dạng và phong phú hơn rất nhiều. Lại nói về Pseudosuchia, sau sự ra đi của hai đại diện sừng sỏ, Aetosaur và Raisuchia, chỉ còn lại đứa em út, Phenosuchia, tức tổ tiên của cá sấu hiện đại. Sự thống trị của loài khủng long trên cạn buộc Phenosuchia từ chỗ thân thon, chân dài phải tiến hóa và thích nghi tốt hơn với môi trường thủy sinh. Ít thì thành Neosuchia, chân ngắn, thân dài và dày, chuyên phục kích ở vùng nước ngọt hoặc đầm lầy như cá sấu hiện tại. Nhiều thì trở thành cá sấu biển Thalatosuchia với chi phát triển thành chân trèo như vịt, da láng không vẩy để triệt tiêu sức cản nước. Hệ sinh thái san hô kỷ Jura được mở rộng đáng kể hơn rất nhiều, tạo điều kiện phát triển tuyệt vời cho các loài giáp xác 10 chân Dicarbot
thuộc bộ giáp xác chân mềm Malakot Chaka. Nghe thì nó nguy hiểm thế thôi, chứ thật ra con cháu ngày nay của chúng là những loài hết sức phổ biến ngoài chợ như tôm, cua. Dắt tay nhau đi qua kỷ Triát sóng gió, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chủng ngư long, Ichthyosaur và xà đầu long, Plesiosaur vẫn là những loài thống trị chuỗi thức ăn ở đại dương. Có một hiểu lầm thường thấy là dù trong tên của chúng có hậu tố so và cũng là những sinh vật hùng cứ một phương ở thời đại khủng long, nhưng hai giống loài này không phải là khủng long mà được xem như là thằn lằn hoặc bò sát sống ở môi trường đại dương. Trong đó, Ichthyosaur thì có vẻ ngoài như cá, còn Plesiosaur thì được mô tả là một con rắn được gắn vào phần thân khủng long. Loài Ichthyosaur có trong tay hai đại diện nguy hiểm là thằn lằn mũi to Eurynosaurus và thằn lằn răng cắt Temnodontosaurus, dài 10m nhưng chỉ kịp thống trị một khoảng thời gian rất ngắn vào đầu kỷ Jura. Xuất phát điểm muộn hơn, nhưng đến giữa và cuối kỷ này, Plesiosaur mới là loài tiến hóa đa dạng hơn và sở hữu đại diện mạnh mẽ hơn, san nhân biển Thalassophony, vị vua tung hoành khắp các đại dương cho đến tận cuối kỷ phấn trắng. Nếu bạn có cảm thấy cái tên này hơi quen quen, thì nó chỉ khác vài ký tự với Thalassophobia, hội chứng sợ biển. Nói cho dễ hiểu, thì người mắc chứng này thường hoảng loạn, bất an mỗi khi đứng trước biển hoặc vùng nước lớn, hay tưởng tượng ra kịch bản đáng sợ hơn về những thứ ẩn nấp dưới mặt nước. Có một số nhà khoa học đặt giả thiết cho rằng, nỗi sợ cũng có thể được khắc lên bộ gen di truyền. Nếu điều này là thật, cũng không quá khó hiểu khi một ai đó sợ hãi biển quá mức. Hãy thử nhắm mắt lại, hít thở đều vài hơi. 1, 2, 3. Tưởng tượng bạn đang đi dạo dọc bờ biển. Tiết trời oi ả khiến bạn muốn chìm mình vào làn nước mát. Khi đang thỏa sức vùng vẫy giải nhiệt, bỗng bạn cảm thấy có gì đó lướt qua chân mình. Bạn tò mò nên lặn xuống nhìn cho rõ, nhưng bạn lại chẳng thấy gì. Bạn quyết định trồi lên, nhưng đâu hay biết, khi bạn nhìn vào đại dương nhìn lại vào bạn. Trong con người màu vàng kia là hình ảnh của bạn. Chúc một ngày vui vẻ, mình là Lẻn, hẹn gặp lại các bạn khi đã tỉnh giấc nhé.